Rồi tiếp tục tới bạn. Thấy tài năng. Giới thiệu số lượng bản thân. Có tài năng gì làm đi, làm lên. Mua lưỡi. Anh là sao mùa? Mùa bắt. Anh là sao mùa được. Không phải anh. Không. Người ta mua thêm mua tay là mua tay. Mua thấy khổ quá. Coi mua tay là. Rồi, bắt đầu chương trình đi. Mà nó nhiều nữa. Khán giả đã chờ đợi lâu lắm rồi. Cầm háng hộp chứ. Ngừng mắt lên. Ngừng mắt lên. Trời ơi, mũi rồi. Cắm thức mở miệng ra, cắm thức mở miệng ra. Trường nó buông ra. Đúng rồi, mở miệng rồi. Tao dài rồi. Làm nhanh hết. Anh Trường đầu mà. Đây là anh biết đóng. Đầu mắt, chạy nước mắt rồi. Một nhân vật chảy nước mắt, còn thí sinh bên đó thì sao? Cũng chảy nước mắt luôn các bạn ơi. Chảy nước mũi rồi. Chuẩn bị phút rồi. Ăn xong hết rồi. Ngập lâu quá bị thua. Thí sinh này ngập lâu quá bị thua rồi. Nó vừa cài nó vừa mặn lên. Bạn nước tương không? Toàn nước tương không? Bạn tao dài không? Tao muốn người chạy đưa đây.